Hello, chào mừng tất cả các bạn quay lại chinh hồn bên. Các bạn có nghe mình nói điều gì không? Tối nay mình đang đi chơi với cháu của mình vô khu vui chơi. Đáng làm mình đi ăn mình vô khu vui chơi. Vì đây chụp hình nữa. Gặp lại người quen rồi chứ, đây là khu vui chơi. Hiện tại mình đi với đứa cháu của mình, nó đi rồi bắt mình giữ xe đây. Đây là xe của cậu mình. Đẹp nha các bạn, đẹp xinh tế. Khoe, có xe đẹp phải khoe. Hiện tại đây là khu vui chơi. Rất là nhiều thứ để chơi đây. Con nhung nhúng ở đây. Đây là cháu của mình đây các bạn. Ngọc ơi, à nó đòi với cái trò nhúng. Muốn gì? Cắt rồi. Thì ra đó đi. Đây là trò câu cá hả? Mình chăm phá trò này được rồi. Câu e được nhiều rồi. Tìm nhiều chưa? Tới giờ nướng ăn đúng không? Đây rất là nhiều cá, em này có cả tôm nữa. Wow, ai làm nó thật. Wow, câu giỏi dữ em. Câu quá là giỏi. Dạ. Rồi, ui ơi. Đại ca đi mô tô luôn nè. Wow, đại ca này. Chơi chơi xe tăng luôn rồi. Trời ơi bắn anh nha. Quay đâu bắn á. Ngọc ơi, chào mọi người kia. Để được trước quay à. Ngọc ơi. Ngọc. Quay. Chào mọi lòng lên YouTube. Rồi. Đây là cậu của mình nha các bạn. Chứ ông hỏi cậu mình á. Mình biết mà. Không, phải là Mai đăng lên. Ngọc ơi. Hello em. Chào cái đấy. Chào đây con. Ủa sao chưa quay nữa. Quay đi á, máy bay gì kì á. Máy bay là phải bay lên trời. Đây là cái nhà khá là to nè. Wow. Màu lỡ đi cái vòng tròn này bao giờ mới tính ơi. Quay quay em kia em kia. Mình quay cái em kia. Lên TV không em? Quay. Chào. Hả? Không anh không chơi, Ngọc chơi đi. Đấy kìa quay cái này coi. Đây nhiều trò chơi quá bạn ơi. Đây là trò xe đụng nè. Mày là ông chủ xe đụng rồi đúng không? Chắc ông lái xe ông đụng người ta quá. Ông sáng chế xe đụng luôn. Quẹt. Quẹt. Tông ma. Ông giết người sao chạy ghê. Anh kia là anh bạn của mình. Anh đang đi với gia đình ngồi ngơ ngác. Tỉnh rồi luôn rồi bạn ơi. Qua đây anh em nãy tung mình nè. Qua đây hút vô. Hút vô đây. Hút vô, hút vô. Chạy hút vô, hút vô. Hút mạnh vô. Đánh lòng ở trên đen vui vãi. Nè, làm gì đây? Đánh đi đụng luôn hả?